Bệnh viện Jungen. Vậy nếu mình không bắt được hung thủ và không thể trở về cơ thể thì mình sẽ chết như vậy sao? Sao anh ta lại xuất hiện? Tắc chê hi. Sở cảnh sát Trung Nguyên Sư là ai? Gì gì hả? Ai đứng sau lo cho anh? Cục trưởng Nô Đông Man. Vậy là cục trưởng Nô Đông Man bao che cho Chu Minh Sết hả? Cảnh sát bắt phải nghĩ gì vì cục trưởng Nô hả? Hình như là vậy. Ôi, cái tên khốn đó. Ở khoan đã, liên quan đến vụ án của Han Chun mà cậu đang điều tra có đúng không? À, vậy là cậu định là câu thêm cá lớn hả? Con cá lớn đằng sau của cục trưởng Nô. Và tôi cũng sẽ bắt tất cả những người nào phục vụ cho hắn ta. Đội trưởng phải làm cho cục trưởng Nô và Chu Minh Sết phải mở miệng. Được rồi, tôi hiểu rồi. Từ bây giờ sẽ tiếp cận hai bên. Anh sẽ đến gặp tổng trưởng công tố trước đúng không? Đúng vậy. À, mau tìm cách đối phó với lại tình hình này đi. Tôi đã cảnh cáo anh, đừng có động vào nhân viên của tôi nữa. Ôi, chết tiệt. Cục trưởng ơi. Hả? Chào buổi sáng nha. Trung Thành. Cậu vô đây đi. Cậu ấy là ác chủ bài của đội đặc nhiệm chúng tôi đó. Giới thiệu Chu Minh Sết cho tôi có đúng hay không? Đúng là tôi giới thiệu. Có người đã giúp đỡ từ phía sau thì cậu sẽ thấy tự tin hơn. Người cảnh sát cần có một người để dựa dẫm. Cấp trên đang chăm sóc cho cậu mà. Cậu dám nổi nóng với tôi hả? Trưởng à, cậu đã được tôi lo lắng cho mà cậu không hiểu chuyện à? Nhưng mà chuyện này không phải như vậy. Ông đã giới thiệu Chu Minh Sết cho cảnh sát Bắc Đông Kỳ. Cố tình phải không? Mấy cái tên này thiệt tình. Mấy cậu nghĩ tôi nhận hối lộ hay sao? Bằng chứng đâu? Tôi vẫn chưa nhắc đến việc ông nhận hối lộ mà. Nhưng Chu Minh Sớt đã khai hết rồi. Hả? Nếu động vào tôi thì mấy cậu không yên đâu. Đầu sau thì chỉ có chết thôi. Mau đưa điện thoại đây. Mau lên. Hãy để cho cục trưởng Nô nghỉ ngơi đi. Thời gian qua anh ta gây chuyện nhiều rồi. Nè tổng trưởng Tắc à, từ bây giờ tôi á, bây giờ tập trung vào tương lai thôi. Thank you.
Chỗ mình xếp đang trên đường tới đây đó. Dừng. Nhưng mà luật sư bên đó muốn thương lượng với cậu một chuyện gì đó. Với tôi à? Che Hi đảm nhận vụ đó. Tôi biết rồi. Mọi chuyện gần thú vị rồi. Con của anh sẽ chịu trách nhiệm chuyện của tôi. Tôi đã gây áp lực lên trợ lý tổng công tố. Anh đã nói đến đâu rồi? Tất cả những gì mà tôi biết. Nói con của anh. Cứ ngậm miệng đi. Con của anh tốt nhất nên ngậm miệng lại. Để con thừa kế tập đoàn bất hợp pháp. Anh đã rửa tiền, biển thủ công quỹ, gian lận kế toán. Nghe tiếp hay không? Tắc Trơn Hoang, cái tình khốn này. Khi kết duyên với anh, cách đây 16 năm là tôi đã lường trước và chuẩn bị cho hôm nay rồi. Vụ án tông xe bỏ trốn sẽ là 5 năm. Nhưng anh đã mất 40 năm để xây dựng tập đoàn. Anh nghĩ thử coi, nên cứu con trai anh hay là cứu tập đoàn đây? Chúng ta thỏa thuận đi ha. Dạ, phòng cục tố tắc nghe. Sao? Về vụ của Châu Minh Sết. Dừng. Họ nói là đã chuyển qua cho công tố viên Han rồi. Ai chuyển vụ này vậy chứ? Thì tại chủ tịch Châu tự nhiên lại đổi ý cho nên vậy. Tôi nghe đi. Châu Minh Sết được gửi đến phòng công tố. Vấn đề là hắn ta vẫn một mực khẳng định là chỉ có Nô Dông Man giúp hắn ta mà thôi. Ngoài cục trưởng Nô thì không còn ai. Con cục trưởng? Ê, chưa khai sẽ đau đầu đây. Anh hiểu ý của tôi không, cục trưởng? Ơi à. Nè, tôi đói rồi, mau mua đồ ăn đi. Đặt món ở quán Trung Quốc nào đó ngon ngon giúp tôi. Tôi hiểu rồi. Sao? Hả? Cái gì vậy? Tổng trưởng Tắc Trinh Hoan đó, điểm yếu mà Chu Minh Sết nói hết tác dụng rồi. Hơi, vậy là không thể lợi dụng Chu Minh Sết. Chưa đâu, vẫn được. Tôi sẽ làm cho họ cuốn lên. Tổng trưởng công tố Tắc Trung Hoan. Hôm nay cậu muốn kể câu chuyện thú vị nào? Chu Minh Sết lái xe khi say rượu tông chết người rồi trốn. Anh ta khai là có người che đậy cho vụ án này. Nhưng bây giờ thì anh ta đã ngậm miệng rồi. Trước khi ngậm miệng thì anh ta đã kể một câu chuyện rất là thú vị. 16 năm trước, vì một vụ án nào đó mà tổng trưởng công tố đã bị nắm thóp. Có phải là vụ tai nạn xe ở ngã năm Incheon hay không? Thủ phạm lái xe tải khi say rượu, nhân chứng là tài xế taxi. Ông và vụ đó có liên quan gì không? Trời, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Không, nói dối đó. Đồng tử rung lên kìa, có thể dùng miệng để nói dối, nhưng mà đồng tử rất khó kiểm soát. Chủ nhân của sự di truyền tìm thấy tại hiện trường có thể sẽ cho tôi câu trả lời. Tính luôn cả ông thì sẽ có tổng cộng 10 người có sự di truyền này. Tôi đã kiểm tra hết cả rồi. Dạ, xin cảm ơn. Nhưng mà lạ ở chỗ, chỉ có duy nhất một người không có sự di truyền này mà thôi. Chính là người mà hôm qua ông mượn dây chuyền đó. Ông ta đang lung lay kìa. Ông ta đang căng thẳng đó. Nè, nói tiếp đi. Tôi sẽ hỏi ông lần nữa. Dây chuyền này là của ông có đúng không? Không phải.
Chắc là cậu hiểu lầm gì rồi. Tôi đã nói rồi mà, tôi vẫn giữ cái của mình. Không không không, chắc chắn là ông ta nói dối. Ông đang cố gắng nói dối, nhưng tôi có một cái máy phát hiện nói dối vô hình rất đáng tin cậy. Nó cứ nói là ông nói dối tôi hoài. Cảnh sát gia, nếu cứ xông vào, tên nghi phạm dựa vào những gì mà cậu tin là đúng thì cậu sẽ bị nghi phạm đâm một phát chí mạng. Cậu có thể chịu đựng được nó và sống sót khi bị đâm hay không? Tôi nói đùa hơi quá hả? Nếu vậy thì xin lỗi. Đã là cảnh sát rồi thì sẽ không sợ hãi, dù miệng đang nôn ra máu hay là chết dưới bùn lầy. Ông cứ đợi đi. Bí mật mà ông hiện đang che giấu và người ông đang che chở, tôi sẽ tìm ra nó một cách nhanh chóng mà thôi. À, nếu như người đó là công tố viên Takchihi thì còn thú vị hơn. À, tôi đùa hơi quá ha. Nếu vậy thì cũng đành chịu thôi. Cảnh sát cha, mọi người đều có bí mật của riêng mình, nhưng chỉ là một số người giỏi giữ kín nó mà thôi. Phải, có một số người là giỏi trong việc tìm ra những bí mật đó mà. Anh có nhìn thấy ánh mắt dao động mạnh khi em nhắc đến Takchihi hay không? Vậy thì ông ta chính là kẻ chủ mưu. Còn của ông ta là thủ phạm hả? Có khả năng là vậy. Nếu vậy thì anh phải cẩn thận thiệt rồi đó. Tôi thấy công tố viên Tắc là một người khá là thông minh. Lần trước khi mà tôi ở trong người của anh hả, tôi thấy tên công tố viên đó giả vờ mình là người chính nghĩa giống như anh vậy đó. Nên tôi đã bị anh ta lừa. Nên anh ta mới giúp tôi vào tù để gặp Lidusik. Lidusik từ chối gặp mặt bất cứ ai kể từ sau khi nộp đơn xin xét xử lại. Thì sao?